Vâng, dòng sông Lam xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay dòng sông Lam sẽ đưa quý vị và các bạn đến thăm một con sông rất nổi tiếng của miền Trung nói chung và của Nghệ An nói riêng. Đây là dòng sông Lam, một dòng sông rất hiền hòa nhưng cũng có lúc nổi giận bằng những đợt sóng tuôn trào của những cái trận lũ từ thượng nguồn đổ về, đặc biệt vào những cái ngày hè, những cái mùa lũ là con sông sẽ nổi sóng và cuộn xoáy. Bình thường thì dòng sông chảy rất phẳng lặng hiền hòa, tuy nhiên dòng sông cũng rất là dốc và có thể rời sóng bất cứ lúc nào. Và một con dòng sông rất đẹp đã đi vào nhiều bài hát mang âm hưởng ví dặm, những bài hát ví dặm, những ca khúc hát về xứ Nghệ, những ca khúc hát về Nghệ An đều có con sông. Và khi con dòng sông Lam đã đi vào thơ ca thì lời ca, những lời thơ tả về con sông này rất là đẹp đẽ. Và chúng ta có thể nhìn thấy sông Lam ở phía trước mặt. Đây là sông Lam. Đây là sông Lam. Phía trước chúng ta là khu di tích lịch sử đền thờ Vua Mai. Lát nữa dòng sông Lam sẽ dẫn quý vị và các bạn vào thăm. Nam đẹp không quý vị? Ở đây được gọi là Nam Thái, xã Nam Thái cũng là nơi sinh ra Vua Mai và ngài cũng hóa thân tại đây luôn. Dòng sông Nam trong xanh, dòng nước vẫn lững lờ trôi. Mai thì có hai đền thờ, ở chỗ này là chỗ lăng mộ và cũng có đền thờ của ngài. Và ở dưới một khu đền thờ nữa là ở dưới thị trấn. Bên kia là xã Nam Thượng, đẹp không quý vị? Rất đẹp đúng không? Từng bãi ngô xanh mướt. Sơn phân giải, bò đái thất thành, thủy đáo lam thành, nam đàng sinh thành. Vâng, người ta vẫn cho rằng Bác Hồ chính là vị thành đã được sinh ra theo đúng như lời sấm truyền của Nguyễn Bỉ Khiêm. Lúc này dòng sông Lam đang đứng trên cầu bắc qua con sông Lam ở địa phận thị trấn Nam Đàn, đang đứng trên cầu nhìn xuống, nhìn bao cát quát xung quanh. Ở phía trước chúng ta là Du Đụn hay còn gọi là Hùng Sơn, nơi chôn cất vua mẹ để dưới này là phía hạ lưu của cây cầu. Dòng sông Lam sẽ đổ về khu vực cầu Bến Thủy để ra biển Đông. Phía dưới chúng ta là một vựa cát, cát xây dựng, cát sông Lam rất đẹp, cát rất sạch và làm bê tông hoặc xây chát rất là thích hợp và rất là tốt. Phía xa ở dãy núi trước mặt là dòng chữ đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại. Dòng chữ nằm trên sườn núi gọi là núi Đai, quê dòng sông Lam gọi là Du Đai.
cảnh tượng này chúng ta sẽ nhớ về tuổi thơ một thời. Dòng sông Lam ngay lúc này có dòng nước rất trong và rất phẳng lặng, êm đềm, không phải như các mỗi đợt gặp những trận lũ thì dòng sông này rất là nguy hiểm. Dòng sông Lam nhớ hồi còn bé là có những trận lũ rất lớn và có những mảng bè đã bị nhấn chìm ở dưới mặt nước bởi dòng nước xoáy. Tốc độ nước chảy rất là lớn bởi vì lòng sông bản chất rất là dốc. Những cánh đồng ven sông rất phì nhiêu, đất đai màu mỡ, cây cối phát triển rất tốt. Ôi màu nước đẹp quá, màu nước trắng bằng bạc dưới nền trời mây trắng. Nhìn từ xa rất long lanh với phong cảnh hữu tình. Và đây là chiếc phà chở cát. Phía đằng xa là những chiếc ghe của người đánh cá đang neo đậu bên ven bờ. Lại nhớ về cổ xưa, nơi đây con sông này đã từng có những cuộc thách đấu đối với những trai tráng trong làng. Khi họ thách nhau bơi qua con sông này và cũng có nhiều người thành công, cũng có không ít những người phải bỏ mạng dưới đáy con sông này. Dòng sông Lam sẽ dẫn quý vị xuống ở một đoạn khác của con sông. Chúng ta đang đi trên con đường bê tông, có những hàng cây rụng hết lá vào mùa đông, rất đẹp. Đường này sẽ cho dẫn chúng ta xuống ở mép bờ sông Lam, một đoạn nằm trên địa phận xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Và đây chúng ta đang xuống con sông Lam. Rất là trong xanh, sạch sẽ và phẳng lặng, nước vẫn chảy êm đềm. Đây là dòng sông Lam, một con sông đã đi vào rất nhiều thơ ca, đặc biệt những điệu ví, những bài hát về xứ Nghệ mà quý vị đã từng nghe và từng yêu mến. Mặt nước rất phẳng lặng, nhẹ nhàng trôi, màu nước trong xanh hiền hòa. Và những con thuyền đang neo đậu dọc bờ. Người làng chài có khả năng đã nghỉ Tết và gác lại công việc chính của mình, đấy là đánh bắt cá trên con sông sông này, để đón Tết cổ truyền. Ngày Tết thường là gác lại tất cả mọi công việc. Xuống súp cát ấy, trên đây là bãi ngô. Chị kia đang thả những cây vật thank you.
coi như là giống như kiểu thả đèn đăng đây hả? Video này.